Chào bác nhá, con này thì có điều khiển từ xa luôn rồi. Đấy. Chào mừng các bác quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì hôm nay em sẽ lên video trước khi gửi đi cho tất cả mọi người. Thì em đã cài đặt sẵn hết cho các bác là 4 chế độ rồi. Đấy. Và đầu video thì hôm nay thì em sẽ test cho bác là 4 chế độ này. Chế độ đầu tiên thì sẽ là chế độ Echo Reverb nhé. Và em đang test trên một bộ mic như Beyer LX50. Đấy, cho bác nghe. 1, 2, 6, 7, 8. Rồi, chế độ thứ hai sẽ là chế độ echo thì các bác chỉ việc bấm thôi. Riêng cái dòng vang X5 này thì nó chỉ có gọi là các bác ấn thì nó chỉ thay đổi gọi là effect thôi. Thế còn cái ở trên màn hình nó sẽ không hiện gì nhé. 1 2 6 7. Đấy, chế độ thứ ba là chế độ reverb này. Cái chế độ này thì chế độ này là chuyên nghiệp. Các bác nào mà biết hát một chút thì các bác chơi chế độ này rất hay. 1 2 6. Đấy, còn chế độ thứ tư đấy là chế độ nghe nhạc, và bác nào làm sự kiện hay là làm kẹo kéo thì chế độ này thì em cài làm chế độ là MC này. 1 2 6 7 1 2. Rồi các bác nhé, vào video ngày hôm nay thì đầu video các bác bỏ ra 1-2 giây các bác ủng hộ cho em nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ở phía dưới em. Hôm nay em sẽ xả cho anh em tất cả một lô vàng, nó rơi vào khoảng tầm hơn chục chiếc, thì có hơn 20 chiếc cơ. Nhưng bây giờ thì em bán thì cũng chỉ còn khoảng tầm chục chiếc thôi, không còn nhiều. Lên video để em giới thiệu qua cũng như là sẽ báo giá luôn trong video ngày hôm nay để cho mọi người tham khảo nhé. Đây, cho bác xem. Thương hiệu nó là thương hiệu Vương Miệng, mã là X5. Đấy, hàng thì đã được vệ sinh ngon lành hết rồi, vệ sinh đẹp đẽ hết rồi. Đấy, và em bao zin cho anh em luôn nhé. Và cái màn hình này, màn hình thì cái bóng nó già thì cái chuyện cái mặt kính ấy thì nó chuyện bình thường thôi nhé. Đấy, còn quan trọng là đây. Các bác nhìn này, sắc nét luôn, nhìn ngon lành cành đào, sắc nét luôn. Được chưa? Đẹp đẽ luôn. Đấy, dòng này là dòng phím mềm hết nhá, tất cả là dòng phím mềm hết, xịn luôn, chạy hai nguồn. Đây, giới thiệu bác này, riêng X5 này em bán khá là nhiều rồi. Đấy, chủ yếu lên video giới thiệu bác là có hàng thôi, hàng tất cả là rất sạch sẽ, vỉ mạch đẹp đẽ luôn, được chưa? Đấy, và nếu như chuẩn ra thì con này thì nó là sử dụng vỉ mạch này là vỉ mạch X6 chứ không phải là X5 nữa. Đấy, X6 nhưng mặt của nó mặt X5. Tại vì sao em lại nói vậy? Bởi vì là X6 thì nó sẽ có các cái cầu như này không nhá, nó sẽ có các cái cầu này, thế còn X5 thì nó sẽ không có. Đấy, con này giải máy AKM đây. Được chưa? Chip analog của Mỹ 21375. Tất cả linh kiện điện tử nó còn nguyên bản hết nhá. Em chỉ vệ sinh thôi, chỉ vệ sinh thôi. Đấy, tất cả hàng nguyên zin nguyên bản, chỉ vệ sinh thôi. Đẹp đẽ hết luôn từ A đến Z. Đây các bác xem này. Đây, đằng sau này. Được chưa? Đẹp chưa? Tất cả hàng bãi nguyên zin hết nhá. Con này đằng sau nó có thêm một đường rig out tổng này. Đấy. Rất đẹp luôn. Có khoảng tầm chục chiếc nữa thôi, không còn nhiều. Và em báo giá luôn cho tất cả các bác cùng tham khảo ngày hôm nay. Hôm nay những chiếc vang số X5 hàng bãi xịn này. Đây các bác nhắn tin cho em nhé, hoặc là các bác liên hệ trực tiếp cho em qua bên kế toán đặt hàng. Số điện thoại là 0928296633. Các bác liên hệ trực tiếp cho em nhé. Liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Và mức giá ngày hôm nay cung cấp cho tất cả mọi người, giá là 2 triệu đồng nhé. 2 triệu đồng một chiếc, bên em sẽ miễn phí ship để tặng dây kết nối âm ly hoặc cục đẩy cho anh em này. Và tặng cho các bác một cái điều khiển remote như này là 2 triệu đồng. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán cho em, được chưa? Nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán cho em. Và bác nào mà không lấy điều khiển này, không lấy dây rắc thì em sẽ để bác 1.900.000 nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Còn nếu như bác nào chuyển khoản luôn nhé, chuyển khoản đủ luôn thì em bớt cho bác 100.000 đồng. Tức là nếu bác nào chuyển khoản thì là chuyển khoản 1.900.000 đồng, có cả điều khiển, có cả dây kết nối, dây rắc AV đầy đủ, được chưa? Đấy, hàng này em xả nhanh cho tất cả các bác nhé. Em xả nhanh, em bán nhanh cho tất cả bác mức giá chưa từng có trên thị trường hiện nay. Nói thật các bác là dòng X5 mà các bác đi mua với mức giá này thì thực sự là không có đâu. Đấy, cho nên là các bác hết sức nhanh tay giúp em nhé. Số lượng thì có khoảng tầm chục chiếc thôi. Đấy, các bác nhanh tay cho em. Hàng này thì hàng em xả cho em, chỉ bảo hành cho bác trong vòng 1 tháng thôi bác nhé. Hàng còn rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Bình thường thì đi mua nó dao động khoảng tầm 2.400.000-2.500.000. Đấy, thì cũng bây giờ em sẽ xả nhanh cho anh em mức giá là các bác chuyển khoản chỉ có 1.900.000 đồng thôi. Thì thực sự là đây là mức giá là em xả hàng rồi. Thế cho nên là rất mong các bác nếu như bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại trên bài viết nhé, 0829666633. Đấy, nên để liên hệ trực tiếp cho kế toán bên em lên đơn các bác nhé. Dùng đẩy dùng âm ly các bác cứ báo cho em, được chưa? Đấy, em test lại đủ chế độ cho bác để các bác tham khảo này. Test lại đủ chế độ bác nhé. Và cái bộ mic hôm nay em đang test cho bác là JD LX50. Bộ mic này thì hiện tại là bên em cung cấp cho bác giá 2.500.000 này. Đấy, bảo hành 1 năm. Này, hàng mới nguyên thùng nguyên hộp luôn. Được chưa? Đây, lên cho bác để bác có thể tham khảo là tiếng mic này. Lên 1 2 6 7 lên.
chế độ thứ hai này, chế độ eco lực 1 2, ở chế độ 3 là vật này lực 1 2. Đấy, tất cả mức giá và tất cả sản phẩm em đã làm rất chi tiết cho video rồi, thì các bác liên hệ trực tiếp với em đi nhé. Số điện thoại trên bài viết em sẽ lên đơn trực tiếp cho anh em, cũng như là sẽ để cho các bác với mức giá cực kỳ hợp lý để mọi người cùng chơi. Và em sẽ đang test hàng để gửi đi cho tất cả các bác đây. Và mọi chi tiết các bác liên hệ trực tiếp bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp các bác trong video sản phẩm tiếp theo. Mọi người nhớ là ủng hộ cho cái nút like nhé. Bác là chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất bên em. Xin chào và hẹn gặp các bác.